Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi gọi là review cây nhà mình. Đây là cây... Sao nhìn là sao rồi? Cây gọi là cây... Bắt giá. Tự nhiên từ hôm thứ hai giờ nó ấm lại nhỉ? Thế là cây ở đầu nó vẻ lên này này. Đúng rồi. Cây ớt này, ớt sụp sót từ tháng 3 giờ. Mấy đợt bão tuyết. Pepper, paprika, ớt gọi là ớt chuông. Ớt chuông, bây giờ đầu có vẻ lên. Cũng chưa từng chết đến nơi này. Bắt đầu mọc lại thêm mấy cái lá này đúng không? Ớt nhà người ta ra hoa thì ớt nhà mình còn đang ấy. Chúng ta thiếu điện thế này. Tiếp theo là cà chua. Cà chua đây, một phía gần ra điện. Lạnh quá, không chịu được. Chó, chó. Ôi, nhìn giống kiểu không? Chó chạy. Nhìn giống chó lại kiểu rồi, một chạy thông quần thằng cao luôn. Đang chạy ở nhà cá chơi. Không, đang nhìn chú thì có chỉ đồng nữa. Hay là người họ đang ăn. Đợt lạnh bắt đầu cũng mọc lên này. Lần trước ngắc ngoài. Nhưng mà hôm trước mà chim bảo đấy, cà rốt là phải trồng qua đợt lạnh thì mới có củ được. Nên chắc mình trồng này là chuẩn này. Nó đây qua đợt lạnh ấy. Cái phần hôm trước mình bón nó đang bắt đầu nó đang rã này này. Đang gọi là có tác dụng rồi. Đang rã ra đúng không? Ở đây là cải. Cải cũng vật đã. Ui giời ơi, cải chưa kịp cao to đã ra dài nè. Chắc là phải mai thu hoạch thôi. Còn từ đợt lạnh đến giờ nắng nó mới phát ra. Lúc là chỉ cần nắng có vài hôm thôi nó khác nhỉ anh nhỉ. Nắng ấm. Đây là một loại cà rốt khác, cà rốt thì tròn tròn này. Cũng bắt đầu lên một tí này. Lên. Bên đây là xà lách. Xà lách hôm trước cũng bé, hôm trước bé. Trồng không biết trồng cái gì. Mãi sau nó phát ra cái lá xà lách, không biết là cây xà lách. Còn lần sau cho mình sẽ biết là đúng rồi. Trông thế thôi, những cây này lúc mới không còn ấy, nó giống nhau và nhìn màu lá khác nhau một tí nhở. Cái rucola màu thẫm hơn đúng không? Xà lách. Xà lách này có cả những cây mà lá nó kiểu tí tí một tí này. Tí tí đỏ đỏ. Ơ, cái gì đấy? Trồng giữa. À, cũng là xà lách à? Đúng rồi. Thế là cái cải. Như sốc. Cải. Lắng vào cái cải vào. Một cây cải giữa bụi xà lách. Cola tiếp đúng không? Cola. Cô cái đó. Radish. Radish mua cái đỏ. Cái đỏ đấy là cái cỏ. Cái cỏ này nó có củ rồi này. Mới thấy mới ra xem củ. Có. Thằng này tin này củ nó béo lên bất ngờ này. Wow. Thấy nhỉ? Này. Củ nó béo, thấy thân nó nứt đâu. Nứt ra vì béo, béo nứt áo luôn. Ok, thôi đợi nó vào nhé. Thằng này to béo quá. Làm cho thằng em bên cạnh che luôn thằng em này. Thằng em bị tẹo ở giữa. Hai thằng anh. Thằng này có củ à? Thằng này chỉ có thân này. Có, nứt vào thì che lại nhỉ. Thằng này mình nhìn thấy nó khô chi khô. Kiểu ỉm không nói không ràng không ràng, nhưng mà cùng một sự có củ này nhỉ. Nhìn nó ỉm chẳng thấy nó chẳng thấy ràng này. Ok, là lên này. Hôm trước nhìn cái tiếp theo đây là cải đợt hai này. Cà rốt, đây là cà chua này được bạn cho.
Và chỗ này Dominica bảo là cà chua phải trồng cạnh cây ấy, cây Basilia, là cây ống chó Ba Lan. Cái ống chó này mấy hôm nay gió quá, héo ấy, gió nó quật cho cà chua. Thế mai hôm qua mình kiên cố lại, không chắc cũng ra đi rồi. Gió như kiểu bão luôn. Em sao cà chua đi. Đây là cà chua cũng bạn cho. Cà chua nhà mình trồng chưa lên, nhà bạn trồng đã nửa la. Cà chua trước bị bấm ngọn này, bây giờ lại lên nhanh mới, hay không? Ừ. Lên nhanh nhỉ? 1, 2. Cứ một cái lá ra một cái nhanh. Hoa hồng trước mình mua về là chỉ ấy thôi, chỉ là có rễ người ta ươm. Thế là mình trồng vào giờ mọc lá này, hay không? Đấy. Mà rẻ nhỉ? Ôi lá bóng này, lá này hôm qua bị gió quật, hôm nay nó bị bóng lại. Cái này nhớ không chưa? Hôm trước về là một cái ngọn trắng trắng, cái tí tẹo, giờ nó thành một cái lá, nó ra một cái chồi lá luôn này. Đấy. Đây là cây ấy, cây cái đỗ. Gió quật cho. Đỗ này là đỗ ra quả dẹt dẹt đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, người ta gọi là thế á? Chắc thế đúng không? Đúng rồi, sụp khô đi. Hai tháng hôm qua gió quá, nắm tay nhau. Giật tay ra nào, mai bên nhau bạn nhá. Hai thằng như kiểu nắm tay nhau có hạn nạn nhỉ. Gió quá, anh em mình tương tự vào nhau. Hôm nay đỡ gió ấy. Mình nữa, thằng này đang tìm giường để leo này. Đấy, bám vào đây. Đấy, em vừa cho nó bám tay đây này. Đấy, đúng rồi, bám vào. Thôi, đừng thả ra, bám vào. Đấy, đúng rồi. Nó có cái hắc. Ô, nó có cái móc. Nó dính vào. Đấy. Đây là cây su. Su nhà mình may mắn trước bạn mình cho vào nhà. Su nhà hàng xóm đều ngoài trời là ra đi. Này, ông cho ra ngoài lại. Bắt đầu mọc lá mới. Su. Bây giờ câu hỏi đặt ra là mình có phải núng ở đây để cho nó bám vào dây không? Không, tự biết tự biết nó bám vào. Đây thì là mới nè, là mới nữa nè, đúng không? Đây là đang ươm thêm bài cây mới, không biết lên dâu tây hoa nở một cái chính, nó hoa nở tự nhiên sáng ra. Hai đứa cắm cúi lưu hú dưới mặt đất, tiên mãi giờ ngừng lên nhận ra là hoa nở. Đẹp nhỉ? Đây là hoa thực dược. Em không nhớ hoa thực dược có nhiều lớp không nhỉ? Cái cánh của nó ấy. Đang có một lớp à? Nhưng mà đây là nhụy thường ấy, nó có nhiều lớp không? Nhiều lớp cánh không? Hay chỉ một lớp thôi? Em không nhớ đâu. Nhưng nhiều, em nhớ nhiều lớp hay sao ấy? Dahlia, hoa thực dược. Ủa, cái này nhiều nụ cực nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Cứ một kẹ lá là có nụ này. 6 này à. Đây nữa này à. 7, 8. Xong đây, anh nhìn này. 9, 10. Mình ngần ngắt bớt lá, nó ra nụ, ra nụ không nhỉ? Không, để lá cho nó, gọi là nó photosynthesis. Nó lấy năng lượng. Ừ, quang hợp đấy. Nhưng mà nhiều lá quá. Đây là cây hoa hàng xóm bên cạnh. Cái này là hoa hoa. Không có luôn. Cái cần. Cần mình cắm vào nước đây. Đây là hội mới này. Hội đầu tiên cắm vào bên kia kìa. Bên kia em thấy nó ra thân đấy. Chỉ đang trồi lên là thành thân này, thấy không? Có hộ này là đây này, đó là ngọn trước này. Đây là lá. Thế thân rồi nhỉ? Nhờ? Ừ. Mình thêm nước vào. Chứ nó bây giờ là đề con đúng không? Ừ, thế nhánh ra. Đây là hộ cần mới cắm thêm vào. Mới. Cắm thẳng vào cái chậu tắm cho em bé luôn. Cần. Trên này là hai. Trong lắm. Theo xong đó. Đấy. Rầm trước anh mới tiện xong rồi chưa chọn luôn. Ừ. Trước khi rầm. Hướng dương. Dương. Hướng ba nó. Quất. Dâu tây. Quay được sống rồi. Trước mua về mình quên chuyển nó chọn. Đây là cái hoa đào mà nó bị tàn hoa rồi. Chưa quên quay nhỉ? Hôm trước anh có quay. Video ngắn. Hôm trước hoa đào đẹp. Và giờ nó tàn. Đây là xà lách son. Cũng ăn xong cắm vào nước. Mới cắm. Cũng bắt đầu mấy cái này trò lá này. Mà em sợ cọng nó già quá, nên là có sinh xô này nở được. Xem thế nào. Ok, tạm thế thôi. Ok. Trong nhà rồi cây chuối. Ôi, mà sao. Chứ cái hoa nhật. Ok. Ok, thôi dừng video đây nha. Chào các bạn ngày tập lắm. Khi nào mình xem tiếp. Bye bye.